Hi, xin chào các bạn. Xin chào tất cả các anh em trong đức tin của câu chuyện Jesus Quiz. Cái video lần trước, hôm trước mình có chia sẻ với các bạn về cái việc làm cách nào để lắng nghe tiếng của Chúa. Thì hôm nay mình đã thực hành lại những gì mình đã chia sẻ với các bạn. Có một câu nói rất hay đó là nếu bạn muốn thành công thì bạn hãy làm hết những gì bạn đã chia sẻ cho người khác. Bạn đã khuyên bảo người khác, nếu bạn muốn thành công hãy làm hết những điều đó. Thì mình đã làm hết những gì mà mình chia sẻ với các bạn. Và hôm nay mình thờ phượng say đắm trong Chúa. Thực ra thì rất là mệt mỏi và muốn đi ngủ. Khi mình bắt đầu thờ phượng Chúa thì mình hát bài hát Vì Ngài là Chúa chí cao, Ngài là Jehovah vinh hiển muôn đời. Thì khi mình hát cái bài hát này thì mình cảm giác là mình rất là mệt mỏi và thật sự là mình muốn đi ngủ. Ngay thời điểm này là mình cũng khá là mệt mỏi vì hôm nay làm việc rất là vất vả. Thật sự mình không muốn ngợi khen Chúa, không muốn tiếp tục cầu nguyện. Nhưng mà để áp dụng cái điều mình đã chia sẻ với các bạn trong một cái ngày mệt mỏi như thế này thì thực ra thì mình có một tiếng phán của Chúa trong lòng. Đó là Chúa muốn mình nghỉ ngơi và sáng ngày mai sẽ dậy sớm để đến với Chúa vào buổi sáng sớm. Thực ra thì đúng là mình đã rất nhiều lâu bao nhiêu lâu rồi mình không đến với Chúa vào lúc sáng sớm, không chỉ đến với Chúa vào lúc cuối ngày thôi. Thực ra thì Chúa muốn gợi lại cho Lộc nhớ lại rằng là mình đã bỏ quên đi cái lời kết ước với Chúa, lời hứa với Chúa là con sẽ đến với Chúa vào mỗi buổi sáng sớm. Thực ra thì Chúa thích con cái Chúa đến với Chúa vào buổi sáng sớm hơn bởi vì nó là điều tốt đẹp hơn. Thì thật sự là Chúa đã đánh động vào điều này. Nhưng mà cái điều mà mình nhận được ở trong cái buổi tối cầu nguyện ngày hôm nay đấy, đó là tại sao con lại muốn nghe tiếng của ta? Tại sao con lại muốn nghe tiếng của Đức Giê-hô-va? Tại sao con muốn nghe tiếng của Chúa? Mục đích của con lắng nghe tiếng Chúa là gì? Thực ra thì mình làm cái video này để chia sẻ với các bạn cái mục đích. Thực ra thì chúng ta phải làm đúng cái mục đích này thì lần sau Chúa mới muốn nói chuyện với chúng ta. Thực ra Chúa phán một điều gì đó là Chúa muốn chúng ta phải làm theo điều đó. Và nếu như chúng ta không làm theo điều mà Chúa muốn chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ không nghe được tiếng của Chúa nữa. Chúa sẽ không muốn phán cho chúng ta nữa bởi vì chúng ta không làm theo lời Ngài. Thật sự thì Ngài sẽ không muốn phán cho chúng ta nữa. Khi mà Chúa hỏi Lộc tại sao con lại cứ phải muốn nghe lời tiếng của ta làm gì? Thực ra thì Lộc rất thích nghe tiếng của Chúa. Bởi vì khi mình nghe tiếng của Chúa, mình muốn biết là hôm nay mình sẽ cầu nguyện điều gì. Vì khi mà Chúa muốn mình cầu nguyện điều gì đó thì chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực. Chắc chắn điều đó sẽ có ích và điều đó sẽ có hiệu quả trong sự cầu nguyện. Có một bài nào đó, một hôm nào đó mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái sự hiệu quả của sự cầu nguyện và làm cách nào để có lời cầu nguyện hiệu quả. Thực ra thì với đến Chúa, chạm đến Chúa, đối với những cơ đốc nhân thật sự và có tấm lòng thật sự, có tâm thần lẽ thật và hiểu biết lời Chúa thì điều chạm đến Chúa là điều rất dễ. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta chạm đến Chúa, lắng nghe tiếng của Chúa, biết được tiếng phán của Chúa nhưng không làm theo lời Chúa thì sẽ không chạm được Ngài nữa, sẽ không nghe được Ngài. Thực ra chúng ta vẫn đến được với Ngài nhưng Ngài không muốn nói chuyện chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta không làm theo lời Chúa thì Chúa nói với chúng ta làm gì? Khi mà mình cầu nguyện Chúa và Chúa cáo trách mình là mình đã không nghe lời Ngài, mình đã không vâng lời Ngài, mình không tin cậy Ngài. Và Chúa chỉ cho mình những cái việc từ cái ngày đó, từ cái năm đó, những cái việc đó, những cái việc nào mình đã không tin Ngài, không làm theo lời Ngài. Và Chúa muốn mình ăn năn. Và mình ăn năn với Chúa. Nhưng điều thách thức mình đó là trong cái thời gian tới, Chúa sẽ còn nói chuyện với mình, sẽ còn cho mình nghe tiếng của Ngài. Thì câu hỏi đặt ra là mình còn lắng nghe tiếng Chúa để làm theo lời Ngài hay không? Chia sẻ cái video này giúp đỡ cho các bạn. Bởi vì cái video trước nó thiếu cái điều này. Đó là các bạn phải xác định các bạn sẵn sàng làm theo lời Chúa thì hãy với chạm đến Ngài, và khi Ngài đã phán các bạn thì hãy cố gắng để làm theo. Chúa rất muốn nói chuyện với người mà phải làm theo lời của Ngài.
thì đó là một người vâng lời. Sự vâng lời thì tốt hơn mọi của lễ các bạn ạ. Các bạn thờ phượng vào ngày chủ nhật hay thờ phượng ngày thứ bảy? Hay các bạn có dâng cho Chúa bao nhiêu tiền bạc? Các bạn có làm chứng cho Ngài bao nhiêu người? Các bạn có làm theo điều tốt gì đi nữa, nhưng mà khi nghe được tiếng phán của Chúa mà ta không vâng lời Ngài thì đó là một điều thật sự là Chúa rất giận, Chúa rất giận và Chúa rất buồn. Trong Kinh Thánh đã có rất nhiều nhân vật như như mình thôi. Chúng ta không phạm phải một cái lỗi gì trong luật pháp, trong kinh luật, không phạm một cái lỗi gì đáng để Chúa phải sửa phạt và trách móc, nhưng Chúa lại trách móc vì khi con lắng nghe lời của ta, con lại không làm theo. Thực ra thì làm theo tiếng phán của Chúa rất là khó. Ngày đó Chúa muốn mình dâng hiến, muốn mình ban ơn cho một ai đó mình đã không làm được đó. Vì thực ra mình nhờ cậy vào tiền bạc, không nhờ cậy vào Chúa. Mình sợ là mình dâng cái số tiền đó đi thì mình không còn tiền để làm cái việc mà mình đang dự định. Nhưng mà Chúa muốn mình dâng số tiền đó nhưng mình đã không làm. Thật sự thì Chúa cáo trách cái tấm lòng của mình. Thật sự là mình nhờ cậy vào tiền bạc, không nhờ cậy vào đức tin của Chúa. Mình sợ rằng Chúa không cho mình số tiền khác. Mình thật sự là mình có lỗi với Chúa. Thật sự sau này mình biết là tại sao cái tài chính của mình không được chúc phước. Tại sao công việc của mình không hanh thông. Tại sao vì cái nghề nghiệp mình làm ăn nó không cũng ấy. Thực ra thì đến bây giờ mới có câu trả lời. Thật sự hôm nay chạm đến Chúa và Chúa trách móc mình. Chúa trách móc mình các bạn ạ. Thật sự là Chúa trách móc mình. Thật sự mình luôn luôn nghe tiếng Chúa và nghe rất nhiều. Nhưng hôm nay Chúa mới trách móc mình. Thật sự. Và bây giờ Chúa trách móc mình thì thật sự mình mới nhận ra rằng mình vẫn chưa có khả năng để làm được điều đó. Thật sự là có một số điều mà mình rất muốn Chúa chỉ bảo, Chúa dạy dỗ, nhưng mà thực ra khi Chúa chỉ bảo, Chúa dạy dỗ thì mình lại không muốn làm theo. Thực ra cuộc sống này có nhiều rất là điều nghịch lý như vậy các bạn. Thực sự là như vậy. Tâm sự các bạn để cái video này nó có một cái ích gì đó cho các bạn. Các bạn đừng như mình. Đừng để Chúa không muốn chúc phước. Đừng để những sự chúc phước của các bạn bị ma quỷ chặn lại. Nó cướp mất hoặc là nó ngăn cản, nó cản trở, làm trì hoãn cái phước hạnh của bạn. Vì chỉ vì một cái lỗi. Thực ra chỉ vì mình chỉ phạm một cái tội đó thôi. Một cái lỗi đó rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà thật sự là Chúa đã giận mình. Các cửa tầng trời không mở ra. Bởi vì mình đến hôm nay mình ăn năn được điều đó. Thật sự là đúng là chúng ta, tại sao chúng ta lại phải đến với sự cầu nguyện. Sự là như vậy. Mục đích của việc lắng nghe tiếng Chúa là như vậy. Các bạn phải xác định mục đích. Tại sao các bạn muốn lắng nghe tiếng Chúa? Thực sự Adam đã đánh mất đi cái mục đích của Adam. Và Eva đánh Adam và Eva phải vâng theo tiếng Chúa. Giờ họ lắng nghe tiếng Chúa lối chiều ngài đi qua trong vườn Ê-đen. Họ nghe tiếng chân của Chúa thì sợ hãi và chạy trốn. Thường ra cứ ngày nào cũng thế và cũng vậy. Hàng ngày hàng tuần cứ lối chiều là Chúa đi qua để tìm hai người để nói một cái chuyện gì đó, để dạy họ một cái việc gì đó. Nhưng rồi họ vẫn không vâng lời ngài. Sự không vâng lời là một điều đáng sợ lắm các bạn. Hãy nhớ lời của mình. Hãy có một mục đích cho việc cầu nguyện. Hãy có một mục đích cho việc lắng nghe tiếng Chúa. Thực ra là chúng ta luôn đến với Chúa và mong ước rằng Chúa sẽ nghe lời chúng ta. Chúa sẽ làm theo lời mà chúng ta ước mong, ước muốn, cầu xin. Chúng ta luôn luôn muốn Chúa làm, Chúa làm, Chúa làm. Nhưng rồi khi Chúa phán chúng ta không làm. Điều mà Chúa muốn là chúng ta vâng Ngài, vâng lời Ngài, làm theo ý Ngài. Còn điều chúng ta muốn là chúng ta muốn Ngài làm theo ý của chúng ta, làm theo điều chúng ta cầu xin, cầu nguyện. Thực ra điều đó rất là sai trái các bạn. Rất là sai trái. Chúng ta không nghe tiếng của Chúa bởi vì là chúng ta luôn luôn muốn, còn muốn. Chúng ta không nghe điều Chúa muốn nên chúng ta không nghe được tiếng của Chúa. Chúng ta đưa hết tất cả các dục vọng của chúng ta, các ham muốn của trần tục chúng ta và chúng ta vào trong lời cầu nguyện và trong sự cầu nguyện và muốn. Nhưng chúng ta quên mất rằng Đức Chúa Trời cũng muốn. Ngài cũng muốn các bạn ạ, Ngài cũng muốn. Đó là muốn ta vâng lời Ngài. Thực ra thì nó là như vậy. Tại sao Abraham lại được kể là người công bình? Bởi vì ông tin và vâng lời Chúa. Vâng lời là hoàn hảo. Vâng lời tốt hơn mọi của lễ. Chúa rất cần sự vâng lời.
sự là không biết là phải nói như nào thì các bạn có thể hình dung được cái điều này. Thật sự là khi mà Chúa trách móc, khi mà Chúa nhắc nhở, Chúa khiển trách trong điều này thật sự rất đau đớn, thật sự là rất khó chịu, thật sự nó còn lớn hơn là những tội lỗi mình đã phạm. Thật sự là sự vâng lời, đối với Chúa sự vâng lời rất quan trọng. Vâng lời. Thực ra Chúa rất muốn chúng ta làm theo lời Ngài. Nếu chúng ta làm theo lời Chúa rồi thì chúng ta sẽ rất dễ lắng nghe tiếng của Chúa. Và đặc biệt là khi chúng ta làm việc của Ngài thì chúng ta sẽ càng dễ dàng nghe lời Chúa, về Chúa thích thích nói chuyện với người vâng lời Chúa, cũng như các bạn vậy. Chúa, các bạn cũng không thích nói chuyện với những người lúc nào cũng cãi lại các bạn. Chúa Giêsu đến thế gian, Chúa cũng dạy vì sự vâng lời. Chúa cũng dạy vì sự vâng lời, thật sự như vậy. Sự vâng lời được chép trong toàn bộ Kinh Thánh. Sự vâng lời, lôi đã vâng lời mà đóng con tàu, tất cả là sự vâng lời, tất cả là sự vâng lời các bạn ạ. Thôi thôi, thật sự là không biết nói như nào nữa, thì thật sự là thời điểm này thật sự là mình đang đang đến một cái mức độ thật sự là rất ân hận vì không nghe tiếng Chúa. Thực ra là nghe được tiếng Chúa nhưng không vâng lời Chúa, rất ân hận các bạn, rất ân hận. Mình sẽ dừng cái video đây, mình dừng video đây và mong là các bạn sẽ không như mình. Nguyện Chúa ở trên đời sống các bạn, nguyện tất cả những anh chị em nghe được lời chia sẻ này sẽ không giống mình, tất cả những anh chị em nghe được lời chia sẻ này sẽ vâng lời Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Jesus Christ. Chúc phước. Amen.